phủ sóng toàn quốc, siêu hình ảnh, siêu âm thanh, truyền hình số vệ tinh K-Plus mang đến cho bạn thêm nhiều chương trình giải trí hấp dẫn. Tặng thêm một tháng thuê bao khi gia hạn gói Access và Premium. Nay đã có thêm hình thức thanh toán mới, thẻ cào K-Plus dùng để gia hạn thuê bao. Chỉ cần hai bước đơn giản để gia hạn thuê bao. Gia hạn ngay hôm nay và nhận khuyến mại từ K-Plus. Gọi 1900 1592 để biết thêm chi tiết.